Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay cũng sắp cuối năm rồi nha mọi người. Thì shop Rạng dành ra một ít phần quà nhỏ để tổ chức một cái giải mini game hoàn toàn miễn phí. Thì mục đích chủ yếu là để tập trung anh em lại giống như ốp một buổi để giao lưu câu cá sông nha mọi người, câu giải giải cá sông. Thì quà thì cũng không có nhiều. Chủ yếu là giao lưu với anh em chơi cho vui một ngày. Thì thời gian là cuối tuần này nha mọi người. Cuối tuần này vào ngày 20 tháng 12, chủ nhật á, 20 tháng 12 năm 2020 là cuối tuần này đến. Thì địa điểm là ở bờ kè cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang nha mọi người. Phía Tiền Giang. Nếu anh em ở xa cứ lên Google Maps bản đồ á, gõ là cầu Rạch Miễu thì nó sẽ chỉ đường cho người đến tận nơi. Và nhớ là phía Tiền Giang chứ không phải phía Bến Tre nha mọi người. Phía Tiền Giang nó sẽ có nguyên một cái bờ kè rất là rộng cho anh em câu thoải mái luôn. Thì thời gian bắt đầu là 9 giờ. 9 giờ anh em tập trung lại để bốc thăm bốc số. Và khoảng 10 giờ, 10 giờ thì bắt đầu ra cần. Thì chúng ta đánh khoảng 6 tiếng là tới 14 giờ chiều. 14 giờ chiều thì kết thúc. Từ 14 giờ tới rạng nhằm 4 giờ chiều là 16 giờ nha mọi người. Có nghĩa là từ 10 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều nó sẽ kết thúc. Thì từ 16 giờ chiều tới 17 giờ chiều thì trao giải. Và anh em ở lại, nếu ai ở lại được thì ở lại giao lưu với shop. Thì các chúng sẽ tìm một chỗ nào đó gần đó để ăn uống. Xong giao lưu xong thì sẽ kết thúc giải. Nói chung là diễn ra trong một ngày thôi nha mọi người. Đó thì tất cả những thông tin chi tiết á, thì mọi người lên lên Facebook. Đó mọi người mở Facebook lên và vào phần tìm kiếm, mọi người gõ là câu giải đây, câu giải mini nè. Đó mọi người gõ câu giải mini thì nó sẽ ra cái group nè. Cái group là câu cá giải mini miễn phí, có cái biểu tượng thế này nha mọi người bấm vào đó. Đó, bấm vào và mọi người tham gia nhóm. Đó, nhóm này lập ra chủ yếu là để anh em vô giao lưu nè. Đó thì Rạng sẽ có một bài viết, thì hiện tại Rạng chưa có bài viết đó, thì mới có một bài viết thông báo thôi. Đó mọi người cứ tham gia nhóm và sẽ có bài viết cụ thể cho mọi người theo dõi, nó sẽ tiện hơn. Đó, hiện tại thì có 391 thành viên nha mọi người. Đó, một số anh em đã tham gia rồi và của giải kỳ 1, thì hôm nay là kỳ 2. Đó, nếu anh em tham gia chơi cho vui thì cứ vào cái group xem thông tin chi tiết cụ thể, hoặc là bạn có để cái link ở phía dưới cái video này, mọi người cứ bấm vào cái link đó thì nó sẽ chuyển trực tiếp đến cái group đó. Thì tất cả thông tin chi tiết đầy đủ cho mọi người tham khảo, địa điểm này kia, đầu map cho người đi luôn. Nó thì phần cơ cấu giải thưởng thì giải nhất của chúng ta là một con máy Benrad 6000. Đây, con Benrad 6000 nha mọi người, giải nhất. Và giải nhì là một cây cần Asino Carrot 2,7 m. Và tiếp theo là giải 3 này. Giải 3 là một cuộn cước Buffalo Big Game. Và còn hai giải khuyến khích là giải cá nhỏ nhất. Cá nhỏ nhất ngày là một cuộn cước trai Thái. Và một giải nhiều cá nhất. Đây, giải nhiều cá nhất thì sẽ một cuộn cước Corail của Thái luôn, Rio Cô của Thái mọi người. Đó, cơ cấu giải thưởng thì trước mắt là chúng ta có được 5 giải. 1 2 3 4 5, 5 giải nha mọi người. Và thêm một giải khuyến khích nữa là tất cả những ai tham gia mà câu dính cá thì sẽ được tặng một cái áo của shop nha mọi người, áo vải cực kỳ đẹp luôn.
Thì nếu anh em đã tham gia mùa kỳ 1 rồi thì cũng đã thấy bạn mang chiếc áo này rồi. Đó, một chiếc áo của shop. Đó, cái áo này thì size thì bạn sẽ đem nhiều size. Đến đó thì anh em có giải thì lấy size nào thì bên shop bạn sẽ gửi cho anh em size để mặc cho vừa, chứ gửi thì mặc không vừa thì cũng như không. Đó thì có size M rồi size L, XL và XXL và 3XL luôn. Nói chung cũng anh đầy đủ size hết. Đó, cái áo này thì tất cả ai tham gia có dính cá là có áo nha mọi người. Đó, có lên cá là sẽ có được một cái áo. Và trong những cái giải này thì chắc chắn là sẽ có áo rồi. Giải nhất thì chắc chắn phải dính cá mới có giải nhất được. Đó, mấy giải này chắc chắn phải có áo. Còn những anh em mà câu dính cá mà không có giải á, là vẫn được phần thưởng là một cái áo. Cái áo này nếu mà nói trị giá nó cũng khoảng 100 mấy á, tiền in nữa mọi người. In này kia đều cũng khoảng 100 mấy, còn cước này cũng khoảng 100 mấy. Nói chung là giải thưởng chúng ta cũng phải ngoài triệu, thì bạn chỉ đầu tư được bấy nhiêu thôi. Nói chung là cũng không nhiều, chủ yếu là tạo sân chơi cho anh em tập trung lại. Sau đó chúng ta ốp một chút xong rồi chúng ta về. Đó thì mọi người tham gia cứ gọi trực tiếp cái số điện thoại đang để phía trên này nè. Đó, gọi trực tiếp đăng ký nha mọi người. Đó, đăng ký và đợi ngày đến thôi. Đó. Và mọi người gọi điện trực tiếp tham gia nhưng mà nhớ vào group để theo dõi nha mọi người. Thì bạn sẽ có danh sách anh em tham gia ở tên group á. Nên mọi người đăng ký xong rồi nhớ vào group giúp bạn. Thì bạn sẽ ghim cái tên của người đăng ký ở trên cái group để cho anh em tiện theo dõi và biết số lượng. Thì đợt này số lượng là khoảng 150 cần nha mọi người. Vì bên shop rằng không có nhiều người nên không có quản lý được nhiều quá, nên cũng không có full được. Tính là 100 thôi nhưng mà kệ, thì anh em tham gia đông vui. Đó thì anh em cứ đăng ký đi, rồi có gì sẽ có thông báo sau. Mọi người cứ lên group theo dõi giúp bạn. Rồi ok, tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại anh em ở tại Tiền Giang vào ngày 20 tháng 11. Đi nhầm, ngày 20 tháng 12 này, cuối tuần này nha mọi người. Rồi ok, tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người.